Lời kêu gọi lần hai gồm 18 điểm của tập hợp quốc dân Việt. Tiếp tục biểu tình ôn hòa đồng loạt toàn quốc Chủ nhật ngày 12 tháng 3 2017 và mỗi Chủ nhật hoặc ngày nghỉ suốt năm 2017 để bảo vệ sự sống và cứu quốc dân thoát tàu cộng. Kính thưa toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, cảm ơn quốc dân đồng bào đã hưởng ứng đồng loạt biểu tình Chủ nhật ngày 5 tháng 3, 2017 vừa rồi. Tuy chưa thành công như mong đợi, nhưng bước đầu đã đạt được phần nào hiệu quả phấn khởi, dù ở quốc nội, quốc dân đã phải chịu đựng và vượt qua quá nhiều thử thách rất khắc nghiệt. Đại thảm họa của Tổ quốc và dân tộc Việt hiện nay năm 2017, ác mưu biến Việt Nam thành một khu hán thuộc của Tàu Cộng đang được thực hiện rất rõ ràng rồi. Quân đội Tàu Cộng có mặt tại Việt Nam ngày càng quá lộ liễu hiện thực. Đã xuất hiện đàn áp đánh đập quốc dân Việt biểu tình tại Sài Gòn ngày 5 tháng 3, 2017 vừa rồi. Ngày 14 tháng 10 năm 2011, cờ sáu sao của Tàu Cộng đã chính thức xuất hiện trên đài truyền hình VTV, dùng sao nhỏ thứ sáu đưa Việt Nam vào đại gia đình Hán Hoa. Cờ này đã có trong các đồn công an tại Sài Gòn, dịp họ bắt dân Việt biểu tình ngày 5 tháng 3, 2017 về đồn đã được treo vài nơi ở Sài Gòn. Biểu ngữ chữ Hán trên tay ô áo của du khách Tàu Cộng. Việt Nam Trung Quốc thành, Việt Nam là thành phố Trung Quốc. Biểu ngữ này đang thành hiện thực từ từng bước ở Đà Nẵng, Hạ Long, Nha Trang, Hải Phòng, Hà Nội, Vũng Tàu và Sài Gòn. Sự nô lệ của Bộ Chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam vào Tàu Cộng đã quá lộ liễu trước toàn thể quốc dân Việt. Các khó khăn quốc dân Việt và nhất là các nối kết viên chủ yếu phải vượt qua. Bị canh gác chặt suốt ngày đêm, bị cấm ra khỏi nhà, bị cắt cướp điện thư, điện thoại, laptop, sổ tài khoản, bị triệu tập, bị đe dọa, bị đuổi học, đuổi việc, bị đánh, dễ bị tai nạn giao thông ngụy tạo, để bẫy bạo lực để đàn áp, bị lừa gạt qua điện thoại internet, không dễ dàng nối kết quốc dân được. Quốc nội số ít chưa nhận ra được đại họa Tàu Cộng. Trong số dân đã nhận thức được đại họa của quốc dân thì đa số dân đã quá ù lì thụ động. Kể cả hàng ngũ chức sắc, các tôn giáo, nhân sĩ, trí thức chỉ thở dài thất vọng hoặc khóc mà không biết nên phải làm gì. Chưa tập trung vào hai mục tiêu then chốt trong giai đoạn này là chống Formosa, bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống, chống Tàu Cộng. Suốt gần 5.000 năm chống ngoại xâm luôn là lý do giúp đoàn kết dân tộc Việt dễ hiệu quả nhất. Hiện nay, mục tiêu chống Tàu Cộng vừa giúp quốc dân đoàn kết, vừa phân hóa hàng ngũ Việt Cộng thành bốn phe. Trước nguy cơ đã ghim vào tim của chúng ta, toàn thể quốc dân Việt trong và ngoài nước trước mắt cần đồng loạt tiếp tục làm 10 việc sau đây. Mỗi tổ chức đoàn thể tôn giáo tự nỗ lực quy động toàn dân hết khả năng tổ chức của mình có tại mỗi nơi phù hợp, để mỗi người dân trở thành một người bạn nối kết tích cực, sáng tạo, năng động, vận dụng hết năng lực của mình có tại nơi đang sống và làm việc với bạn hữu quanh mình. 2. Toàn thể quốc dân Việt, tất cả dân ức, dân quan yêu nước tích cực, nhiệt tâm, dấn thân, đồng tâm, anh dũng, cùng tập hợp, nói lên một ý chí và một nguyện vọng chung của toàn dân. Qua hàng loạt cuộc biểu tình ôn hòa toàn quốc của quốc dân Việt, tập hợp tất cả mọi lực lượng, mọi tổ chức tôn giáo, hội đoàn xã hội, dân sự, đảng phái, truyền thông, công nhân, tuổi trẻ trong và ngoài nước, khi toàn quốc dân cùng hợp sức lại, đoàn kết cùng đồng lòng chung sức
Trong đồng loạt biểu tình ôn hòa, toàn dân toàn quốc cùng nhắm ba mục tiêu: bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống, cứu tổ quốc thoát tàu cộng và đòi độc lập, nhân quyền, công lý, tự do, dân chủ, chắc chắn tạo ra áp lực đủ mạnh để cứu nguy dân tộc, cứu nguy chính chúng ta và con cháu của chúng ta. Xin tất cả các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức cùng đồng loạt tham gia cầu nguyện và xuống đường với toàn dân. Cần ý thức thật rõ đây là nỗ lực cuối cùng của Việt Nam khỏi là Tây Tạng thứ hai. Tha thiết mời gọi tất cả nhân sĩ, trí thức, mọi người có lương tri đang làm việc trong bộ máy công quyền Việt Nam, đặc biệt ba lực lượng cán bộ công an, quân đội và các cấp các ngành, hãy đồng lòng nhiệt thành hăng say, cùng lúc làm bốn việc ABCD thiết thực và cụ thể sau đây. Tận tâm giúp đỡ đồng nghiệp thao thức thiết tha khát mong cứu quốc dân thoát tàu cộng, cùng tham gia biểu tình ôn hòa với quốc dân trong và ngoài nước mỗi ngày Chủ nhật và ngày nghỉ, bảo vệ toàn dân khỏi mọi áp bức của nô lệ ác cộng hán qua, ngăn chặn côn đồ trà trộn vào dân để gian xảo tạo bẫy bạo lực, gây ma tạo bẫy khẩu hiệu, biểu ngữ vô đạo đức phá dân tộc, hại đồng bào. Mọi cản trở biểu tình ôn hòa đều vi phạm nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Chung sức giúp dân, các cờ tổ quốc ngũ sắc linh kỳ và các biểu ngữ phù hợp mỗi lần. Kinh nghiệm hàng vạn năm của nhân loại đến nay đã chứng minh, khi toàn dân kiên trì bày tỏ những điều chính đáng một cách ôn hòa, toàn diện và liên tục, thì chắc chắn mọi nhà cầm quyền, dù độc tài đến đâu, luôn buộc phải nghe theo lời của toàn dân. Cho đến nay chưa có cách thức nào hiệu quả vững bền hơn. Biểu tình ôn hòa toàn diện là phải luôn ôn hòa trong mục tiêu, phương cách, thái độ, biểu ngữ, khẩu hiệu, phản ứng, lời nói. Nhớ luôn yêu thương, cầu nguyện trước khi biểu tình, đang khi biểu tình và sau khi biểu tình và khi chuẩn bị biểu tình lần tới. Tiếp tục biểu tình ôn hòa toàn diện Chủ nhật ngày 12 tháng 3 2017, kỷ niệm 43 năm và 27 năm tàu cộng đánh chiếm Hoàng Sa Trường Sa, chỉ cần một giờ tự chọn lúc phù hợp sáng chiều, với các nhóm nhỏ 500, 1.000, 2.000, 3.000 người dân tại một mặt bằng có sẵn trên sân chùa, sân đình, sân nhà thờ, sân trường học, sân bóng, tay cầm cờ ngũ sắc linh kỳ của tổ quốc. Nếu được nên đồng loạt mặc áo trắng, không đi xa, không cần mang theo nước uống. Biểu tình xong là về nhà ngay, giảm tối đa mọi chi phí. Luôn phải hết sức thận trọng ngăn chặn đề phòng bẫy bạo lực, tạo cớ đi đàn áp giải tán dân hoặc ngăn cản biểu tình lần sau. Tập hợp quốc dân Việt cần phải luôn chứng tỏ là một tập hợp hòa bình toàn diện, luôn dùng các khẩu hiệu hoặc biểu ngữ ôn hòa ngắn và rõ ý như: đất Việt của người Việt, người Việt dùng hàng Việt, chống tàu cộng, chống giặc tàu, Hoàng Sa Trường Sa là đất tổ Việt Nam, dân Việt Nam cần biển sạch, đuổi Formosa, chống nô lệ tàu, toàn dân thoát trung, tổ quốc trường tồn, dân Việt cần thực phẩm sạch, môi trường sạch. Mỗi người tự chụp hình thông tin với bất cứ ai vui lòng tiếp tay cho quốc dân Việt đưa tin và hình ảnh lên mạng truyền thông toàn cầu. Nếu bị ngăn chặn xuống đường, vẫn biểu tình đồng hành tại chỗ với cờ ngũ sắc linh kỳ áo trắng và biểu ngữ tại nhà, tại đình, chùa, nhà thờ, thánh thất, trên đường, bến xe tàu, phi trường, khu phố, nơi làm việc, chợ, trường học. Cần luôn nhận thức, càng bị đàn áp thô bạo, quốc dân Việt càng ôn hòa, càng kiên định, vững tâm hơn. Quốc nội không mặc trang phục vũ trang Việt Nam Cộng Hòa gây cớ để bị đàn áp, không mang theo các vụn cụ như chai gầy, chất gây cháy nổ, dễ gây cám dỗ, sử dụng bạo lực, tạo cớ bị đàn áp hơn. Nếu được, mỗi người cùng hiệp thông hy sinh nhịn ăn ít nhất một bữa tự chọn hàng tuần, ghi tên các cán bộ đàn áp dân để công bố với quốc tế việc vi phạm nhân quyền rất nghiêm trọng này. Không có luật hợp đạo lý nào của các nước văn minh
lại cấm dân biểu tình ôn hòa cả. Hơn nữa, luật một số nước còn chế tài nặng các cán bộ nào vi phạm nhân quyền của dân mình. Tập hợp quốc dân Việt vận động quốc tế và lên tiếng chung bằng mọi cách thông tin quốc tế toàn cầu. Mọi người đều hiểu quân đội Tàu Cộng đàn áp biểu tình ôn hòa tại Việt Nam càng vi phạm nhân quyền của Liên Hiệp Quốc một cách nghiêm trọng. Kính mời tổ chức quốc dân Việt trong và ngoài nước tích cực đồng hành tham gia. Xin luôn hiệp thông hy sinh cầu nguyện đêm ngày thật nhiều cho tổ quốc và cho nhau. Hãy sớm đoàn tụ trọn đủ tại quê nhà đất mẹ. Trân trọng, kính chào và cảm ơn tất cả. Kêu gọi tại Việt Nam kỷ niệm 43 năm và 29 năm Hoàng Sa Trường Sa. Ngày 8 tháng 3 năm 2017, tập hợp quốc dân Việt. Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý, Hiệp Nhất nối kết và giới thiệu. Thank you.